Chào mọi người, hôm nay Lâm sẽ có một cái bài đánh giá về cái chiếc máy ảnh cơ bắp vô máy ga của Canon, đó là Canon G7X Mark III. Lâm rất thích những cái máy ảnh nhỏ gọn như thế này vì nó đây được đánh giá là một trong những cái máy ảnh cho dân vlog. Thì để xem cái máy ảnh này có đáp ứng cái nhu cầu mà của người làm vlog như Lâm hay không. Đầu tiên là nói về cái tính năng vượt trội nhất mà máy ảnh này có thể đáp ứng, đó là có thể livestream trực tiếp. Cái này là một cái điều cực kỳ quan trọng đối với một cái người làm vlog như Lâm. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì khi mà sử dụng livestream mà đối với những cái người di chuyển thì bắt buộc là phải có một cái điện thoại 4G để mà chúng ta làm cái điểm hotspot, để mà hack wifi để mà cho cái này up lên, nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta. Nhưng mà thì ở Việt Nam thì chỉ có mạng Viettel hay Vina, Mobi hoặc là Vietnam Mobile, thì trong đó Viettel nó sẽ nhỉnh hơn đối với những cái vùng sâu vùng xa. Vùng xa thì chỉ có thể mua sim 4G của Viettel để đáp ứng cái nhu cầu này. Lâm sẽ thử nghiệm khi mà cái máy ảnh này về Việt Nam. Thì đó là một cái điều mà Lâm rất là thích. Còn đối với các bạn làm mà cố định đó, thì cái máy ảnh này nó sẽ đáp ứng đủ những nhu cầu của chúng ta. Thì những cái máy ảnh khác thì vẫn có thể có thể livestream trực tiếp nhưng mà sử dụng những cái phần mềm hỗ trợ. Còn này chúng ta chỉ sử dụng cái phần mềm của Canon là được rồi, chúng ta không có cần sử dụng thêm những cái phần mềm khác, những cái capture để mà kết nối với cái máy ảnh mới có thể live trực tiếp được. Nhưng mà cái đó sẽ sử dụng vô cố định thôi. Còn này chúng ta có thể vừa di chuyển vừa livestream luôn. Cái điều này có thể chúng ta sẽ không có cần phải lo khi mà sử dụng điện thoại phải phát livestream trực tiếp. Nhưng mà cái này thì nó sẽ cái chất lượng ảnh nó sẽ không có được tốt đối với những cái máy ảnh chuyên về livestream. Và cái phần thứ hai là muốn nói tới đó là cái độ về chất lượng á, thì máy ảnh này nó sử dụng cái cảm biến ship trồng CMOS là 1 inch, cái độ phân giải là 20,1 megapixel, và cái bộ xử lý ảnh là mới nhất theo công bố của Canon, đó là DirectX 8. Còn khi mà thì nó vẫn như thế hệ trước chúng ta coi đó, thì nó giống như Canon G7X Mark II, đó là sử dụng ống kính zoom quang là 4.2x, là từ 24 chạy dài đến 100 mm. Thì nó có cái khẩu độ mở lớn nhất là 1.8, còn ở tiêu cự là 24 mm. So với cái máy phim nữa vậy, còn khẩu độ sẽ bị khép lại ở mức là 2.8 khi mà chúng ta zoom ra ở 100 mm. Còn ISO thì nó sẽ chạy từ khoảng 125 đến 12.800, và có thể là mở rộng. Ở đây chúng ta có thể mở rộng ISO lên 25.600. Thì cái mức nhu cầu là như vậy là rất là tốt rồi. Chúng ta không không thể đòi hỏi nó hơn được đối với những cái bộ xử lý chỉ ở cái mức 1 inch thôi. Đó là một cái về bộ xử lý với hiệu suất làm việc như vậy là tương đối rất là tốt. Thì cái điều này nó sẽ dẫn tới, và đã tới năm 2019 rồi thì yêu cầu là chúng ta phải có những cái máy ảnh hỗ trợ 4K. Thì máy ảnh này nó hỗ trợ là 4K 30 khung hình 1 giây, hoặc là chúng ta có thể quay ở khung hình 1080
ở mức là 120 khung hình một giây. Và máy ảnh này theo công bố của Canon thì nó sẽ không có khung hình, nó sẽ không có bị rớp lại, không có bị cắt sáng, mà nó quay ở trên toàn bộ cái cảm biến là một inch luôn. Cái điều này thì nó sẽ làm cho cái hình nó sẽ có chất lượng hơn. Cái điểm nâng cấp thứ hai của cái máy này, không khi mà Lâm mà làm YouTube á, thì làm yêu cầu là nó sẽ có thêm cái màn hình, cảm ứng luôn, màn hình cảm ứng. Thì đây thì Canon nó có cái màn hình cảm ứng như thế này và xoay lặt được 180 độ. Lâm thì Lâm thích nó cái cụm cảm biến nó sẽ do cái màn hình nó sẽ lặt qua đây, nó sẽ không có bị vướng víu khi mà chúng ta cần gắn những cái phụ kiện đính kèm lên phía này. Nhưng mà do cái bản quyền hay gì đó thì chúng ta không có được cái màn hình cảm ứng lặt xoay vào qua đây, mà nó cảm ứng 180 độ. Và cho nhu cầu mà chúng ta có thể selfie hoặc 45 độ mà khi mà nghiêng xuống đó quý vị, thì đây là một cái hầu như những cái máy ảnh hiện giờ dùng cho vlog đều đáp ứng cái nhu cầu này. Cảm ứng là có nghĩa là khi mà chúng ta muốn lấy nét một cái vật gì ở phía trước này, chúng ta chỉ cần chạm vào cái màn hình này thì nó sẽ lấy được nét của cái vật đó, giúp chúng ta sẽ thao tác dễ dàng hơn, chúng ta không cần phải chỉnh những cái núm trên đây, nó sẽ rất là khó khăn trong cái quá trình mà chúng ta làm cái vlog một mình. Và cái vấn đề nữa đối với dân làm vlog của tụi mình đó là tiếp theo Lâm nói ở đây đó là về cái jack cắm 3.5, cái cắm microphone 3.5. Thì đối với Canon G7 X Mark III thì nó đã được trang bị microphone. Đây là một cái nâng cấp mà mọi người rất là trông chờ đối với những người làm vlogger đối như Lâm. Đối với một người làm cố định làm tại một phòng nào đó thì cái jack cắm này cũng rất, nó sẽ cho cái tiếng nói được trong trẻo hơn khi ta sử dụng những cái phụ kiện rời. Một là cái micro có dây nói vào, hoặc là những cái bộ phụ kiện không dây, nó sẽ làm cho cái tiếng nói được trong trẻo hơn. Và đặc biệt là đối với những cái người mà hay đi di chuyển ngoài như nhiều như Lâm thì bắt buộc là Lâm sẽ phải dùng cái cổng này. Một là dùng một cái sợi dây có cái một cái đầu thu tiếng để mà cắm cái jack cắm 3.5 vào, và để nó thu tiếng của Lâm được tốt hơn, vì ra ngoài môi trường rất là ồn ào, chúng ta không thể mà nói được, chúng ta không thể nói để mà cái micro tích hợp. Mà nếu mà đối với những cái trước đây như Canon G7X Mark II nó vẫn có nghe được, nhưng mà cái tiếng nói mà khi mà chúng ta nói mà những cái chỗ ồn ào quá thì những cái xung quanh nó sẽ lắng lắng áp hết, rất là khó nghe, hoặc là nghe thì cũng không có được rõ nữa. Đó là một cái điều mà nâng cấp mà ai cũng rất là thích, mọi người làm vlogger đều rất là thích cái cổng này. Và một cái điểm nữa là Lâm đang mong chờ cái khả năng chống rung của R7 X Mark III, là khả năng chống rung có gen hoặc là cả body nữa. Thì nói chung là khả năng chống rung của R7 X Mark III Lâm đang mong chờ nó sẽ tốt hơn Canon R7 X Mark II, để mà chúng ta không cần những cái gimbal gắn rời. Vì khi mà xài cái gimbal gắn rời thì chúng ta sẽ làm cho cái tính cơ động của nó hơi kém lại một tí, nhưng mà vẫn có thể gắn gimbal rời cho những cái máy ảnh như vậy thì nó cũng hơi to ra một tí thôi, nhưng mà mình cũng không có thích lắm. Miễn mà cái khả năng chống rung của Canon G7X Mark III mà tốt hơn Canon G7X Mark II là một điều là cực kỳ mà hữu dụng đối với những người làm vlog như là bọn Lâm vậy. Đó là những cái ưu điểm mà của Canon G7X Mark III mang lại so với những cái thế hệ trước đây. Nhưng mà nó có một cái những nhược điểm riêng, chẳng hạn như là
Theo cái công bố của Canon thì pin pin ở trên đây nó chỉ còn chụp pin là còn được khoảng pin nó chụp được khoảng 235 tấm là 235 35 tấm, thì khi mà pin nó như vậy nó sẽ, nhưng mà bù lại nó có cộng được USB Type-C là chúng ta có thể dùng những cái sạc dự phòng để mà sạc trực tiếp vào cái USB Type-C này, thì nó sẽ làm cho chúng ta hơi cồng kềnh hơn một tí thôi. Thì cái điều này cũng rất cũng không có gọi là bất tiện lắm, nhưng mà chúng ta phải mua thêm cái sạc dự phòng thêm, cái cục sạc dự phòng thêm. Và một cái điều nâng cấp nữa, cái điều mà Lâm thấy là một cái khi mà đây theo là những cái phụ thêm mà của Canon G7X Mark 3 là có cái đây có cái đèn LED tích hợp vào, đồng thời là có cái cổng như là HDMI và có khả năng là chụp ảnh RAW ở ba tốc độ 30 khung hình một giây, có hỗ trợ One Stop AF và hệ thống giao diện người dùng được cải tiến cùng với chế độ là Retina Assist cho mà cả người chụp lẫn cả chụp và quay video luôn. Điều này là một trong những cái tính năng mới trên Canon EG7X Mark 3 so với những cái đời trước đó. Và khi mà so sánh với Canon G7X Mark 3 và cái Sony RX 100 Mark 7 vừa mới giới thiệu đây, thì Lâm có những cái nhận xét thêm. Thứ nhất là về cái giải tiêu cự, dĩ nhiên là Canon G7X Mark 3 nó sẽ không chụp đa dạng bằng Sony G7X Sony RX 100 Mark 7. Thứ nhất là do giải tiêu cự của nó ngắn hơn rồi đó nó, nhưng mà một cái thứ hai nó lại được lợi điểm hơn là khẩu độ của Canon nó sẽ có cái độ khẩu độ lớn hơn là 1.8, trong khi đó khẩu độ mà cao nhất của Sony RX 100 Mark 7 đó nó chỉ khẩu độ lớn nhất chỉ là 2.8 thôi. Thì chúng ai mà muốn chọn đa dụng hơn thì chúng ta nên chọn Sony, còn nếu mà cần một cái xóa phông tốt hơn thì nên chọn Canon. Và cái thứ hai nữa là cái phần mà mọi người đều muốn, đó là khả năng livestream, thì dĩ nhiên là Canon sẽ làm tốt hơn cái phần này vì nó có cái phần hướng cái hỗ trợ cái phần livestream trực tiếp luôn. Thì khi mà livestream chúng ta cần những cái ở Việt Nam thì cần những cái điện thoại để mà hỗ trợ khi mà đi ngoài đường, hoặc là những cái dụng cụ để mà quét wifi ra để mà chúng ta vừa có thể vừa đi vừa livestream, nhưng mà phải cần những dụng cụ để hỗ trợ, điện thoại có sim 4G chẳng hạn, hoặc là những cái cục phát wifi 4G luôn, thì cái này nó sẽ tiện hơn đối với những người mà muốn chia sẻ trực tiếp lên mạng xã hội như YouTube chẳng hạn. Và cái nữa thì đó là một trong những cái mà Lâm thấy giữa Canon G7X Mark 3 và Sony GX 100 Mark 7. Xin cảm ơn mọi người, và khi có trên tay Lâm sẽ có những cái đánh giá chính xác hơn. Tại giờ đây là chỉ đánh giá trên những thông số mà do nhà sản xuất công bố thôi. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.